Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 221. Sau một lúc lâu, hắn ta tuyên bố, các vị khách quý có thể đặt cược được rồi. Bây giờ, ai cược Ngô Bình thì tỷ lệ là 1,35. Ngô Bình nói, ta cược chính mình 200.000 tỷ tiền đại đạo. Người đàn ông áo bào trắng nhìn anh, gật đầu, được. Ngô Bình giao tiền, không bao lâu một bóng đen rơi xuống lôi đài. Đây là một người đàn ông cao gần 3 thước, làn da màu đen, tóc xoăn tít, mắt xanh. Bên hông hắn ta đeo một thanh loan đao, trên cơ thể xăm một con quái vật khổng lồ. Ngô Bình nhìn người nọ, chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức anh phải e dè. Người to con kia chính là cổ cự nhận, hắn ta nhếch môi cười, nụ cười này vừa dữ tợn vừa quái lạ. Cổ cự nhận vừa xuất hiện thì hiện trường đã náo loạn lên, trên thính phòng liên tục truyền đến tiếng hô hào. Xem ra, đa số người đặt cược cho cổ cự nhận thắng. Người áo bào trắng thu lại phiếu đặt cược cuối cùng, rồi giơ tay phải lên cao. Đợi vài giây rồi mới hạ mạnh xuống, nói to, bắt đầu. Ngô Bình là người đầu tiên cử động. Anh vừa ra tay đã tung ra thập kiếm trọng sơn. Một luồng kiếm quang huy hoàng hóa thành một con sư tử đánh cổ cự nhân. Hắn ta hét to một tiếng, hình xăm trên cơ thể đột nhiên sống dậy hóa thành một pho tượng của con thú khổng lồ lớn ngàn trượng, ngăn thập kiếm trọng sơn. Ầm! Sau tiếng nổ tan đi, con thú khổng lồ kia bị đánh lui ra sau một khoảng. Ngô Bình cũng hơi bất ngờ, anh thay đổi nhanh chóng lập tức hóa thành người khổng lồ 3 thước, bổ nhào vào đối phương. Gần đây anh đã học hỏi nhiều về võ hoàng tuyệt kỹ, bây giờ anh muốn thử hiệu quả của nó. Anh vừa đánh ra một quyền, gương mặt cổ cự nhân xuất hiện vẻ sợ hãi, rồi bất ngờ lùi ra sau. Nhưng dù hắn ta có lùi cũng vô dụng, Ngô Bình tiến sát đến hắn ta một cách rất quỷ dị, chỉ một quyền đã đánh trúng vào lồng ngực cửa hắn ta. Răng rắc, thể chất của cổ cự nhân rất đáng gờm, không ngờ cũng bị một đấm của Ngô Bình đánh nát xương ngực, phun ra một ngụm máu tím vàng. Phụt! Ngô Bình lại đánh một quyền vào mặt hắn ta, lập tức đánh móng mặt của hắn ta, ngũ quan vỡ vụn. Binh bốp binh. Sau đó, Ngô Bình đơn phương chèn ép cho cổ cự nhân không còn sức đánh trả. Hắn ta ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất nhưng vẫn bị đánh. Ngô Bình đánh mấy chục cái, đột ngột dừng lại, nhìn chăm chú vào cổ cự nhân hỏi, chưa nhận thua à? Cơ thể cổ cự nhân run rẩy, từ từ đứng lên, nhưng rõ ràng hắn ta đang cười, ngũ quan đã móp méo. Cơ thể đầy vết thương nhưng vẫn cười được. Tuyệt quá, lâu rồi đã không đánh thoải mái được một trận như thế. Ngươi đáng để cho cổ cự nhận ta dùng hết lực. Ngô Bình cười lạnh hỏi, đã thế rồi, ngươi còn vờ cái gì? Đột nhiên, anh rút kiếm ra, nó là cực hung kiếm. Kiếm vừa xuất hiện, đã có tiếng gào thét, khóc lóc của quỷ thần, đất trời đổi sắc. Vả lại, Ngô Bình sử dụng trảm đạo thập tam kiếm. Dầm! Kiếm quang khủng khiếp chém cổ cự nhận thành hai nửa, mà khi hai nửa cơ thể của hắn ta rơi trên mặt đất nhanh chóng biến thành thứ gì đó thối rữa rồi thành một vũng máu. Ngô Bình không thèm nhìn, cất kiếm, xoay người hỏi người áo bào trắng, có thể tuyên bố kết quả chưa? Gương mặt của người áo bào trắng ngu ra, hai giây sau mới vội vàng nói, Ngô Bình thắng, trở thành người đứng đầu đại tiên bảng. Sau đó, hắn ta giao 700.000 tỷ tiền đại đạo cho Ngô Bình. Đương nhiên, còn ban thưởng đánh bại đệ nhất đại tiên bảng cho Ngô Bình, 100.000 tỷ tiền đại đạo với một chú pháp thượng phẩm thiên cấp, một bộ vũ khí thượng phẩm thiên cấp. Ngô Bình lấy được tiền và phần thưởng, không nói gì nữa mà sử dụng truyền tống phù rời khỏi cung điện. Trở lại Hà gia, anh đưa chú pháp và vũ khí cho Hà Tử Trần. Hiện tại, anh đã không cần những thứ này rồi. Hà Tử Trần nghe Ngô Bình đã đứng đầu đại tiên bảng, vừa mừng vừa sợ, tốt quá, tôi biết anh Bình sẽ thành công mà. Ngô Bình hỏi, Lệ gia với Thường gia phản ứng thế nào? Hà Tử Trận lắc đầu, không có phản ứng gì, vẫn giữ thái độ như cũ. Ngô Bình, thế đánh trước một trận đã, để hai nhà đó biết sự ghê gớm của chúng ta. Hà Tử Trận giật mình, làm sao đánh? Ngô Bình cười nói, tìm đại quân dị tộc, giết một trận chứ sao? Hà Tử Trận cười khổ, nhưng bây giờ, số người của chúng ta chẳng bao nhiêu hết. Ngô Bình, nhiều ít người đều giống nhau thôi, tôi đánh tiên phong. Mấy dị tộc xung quanh đây có đám nào mạnh nhất? Hà Tử Trần lập tức lấy ra một tấm bản đồ Thiên Nguyên và Chu Biên. Cô ấy chỉ vào phía tây Thiên Nguyên nói, cách Thiên Nguyên 3.500 dặm có một nhóm, linh giáp tộc tầm hơn 3 vạn lính. Bọn chúng rất tàn nhẫn,
rất thích ăn trẻ con nhân loại, đặc biệt là trẻ em sơ sinh. Nếu như gặp được phụ nữ nhân loại tuổi trẻ sẽ nhận làm nô lệ, mỗi ngày làm nhục mấy lần cho đến khi mấy đứa bé gái đó chết mới thôi. Ngô Bình, linh giáp tộc có đặc điểm gì? Hà Tử Trần, trong huyết mạch của đám linh giáp tộc này có một loại thần thông trời sinh, chúng có thể ngưng tụ một linh giáp ngoài cơ thể. Linh giáp không sợ nửa lửa, đau thương, không sợ pháp thuật thần thông cho nên rất khó đánh chúng. Ngô Bình hỏi, sợ độc không? Hà Tử Trần lắc đầu, tôi không biết rõ lắm, sức chiến đấu của hơn 3 vạn linh giáp tộc này rất đáng sợ. Chỉ 10 ngày ngắn ngủn đã diệt 2 tông môn hạng nhất và 4 tông môn hạng 2. Ngô Bình nói, thú vị đấy. Bây giờ, tôi phải đi bắt một linh giáp tộc để nghiên cứu. Ngô Bình nghỉ ngơi một chút rồi dùng cơm chiều với Hà Tử Trần, sau đó một mình đến địa bàn linh giáp tộc. Tuy rằng linh giáp tộc chỉ có mấy vạn người, lại tấn công và chiếm được khu vực rất lớn xung quanh. Mỗi ngày bọn chúng đều giết và đánh cướp, rất ít khi giữ lại người sống. Một tòa đại thành của nhân loại có 3.000 linh giáp tộc chiếm giữ, dân chúng trong thành bị biến thành nô lệ và trâu ngựa, nhìn thấy linh giáp tộc phải quỳ trên đất trước mặt chúng cho đến khi chúng rời đi xa. Có một ít binh sĩ linh giáp tộc càng không kiêng nể, thấy cái gì thích thì mượn, thì cướp. Mỗi nơi hẻo lánh trong thành, thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết. Ngô Bình đi vào một gia đình, trong đó có một người phụ nữ ôm một đứa bé mới 1 tuổi trong ngực vội vàng trốn trong phòng không dám xuất hiện. Lúc này, 3 tên linh giáp binh vọt vào. Đám tộc trưởng linh giáp tộc này khá giống với nhân loại, chỉ khác dáng người thấp hơn, mặt hình chữ nhật, da màu xám trắng, mắt đen như rùa, tóc màu lam xám, đầu lưỡi giống lưỡi rắn. 3 tên linh giáp binh đá văng cửa, bắt người phụ nữ kia kéo ra ngoài. Chúng thấy cô ta ôm một đứa bé trong lòng, một tên linh giáp binh lập tức chảy nước miếng cướp lấy đứa bé rồi đá bay người phụ nữ kia. Sức đá của hắn ta rất mạnh. Người phụ nữ lập tức ói ra máu đứng dậy không nổi. Linh giáp binh cướp đứa bé xong cười to, kéo cổ của đứa bé nam đang khóc to oa oa kia, mở miệng thật rộng, để lộ hàng loạt răng nạng rồi cắn xuống. Bất ngờ một bóng người lảo đảo hạ xuống, thoát cái đứa bé trong tay tên kia đã biến mất. Không biết người đàn ông kia đã đứng cách đó rất gần từ lúc nào, giao đứa bé cho người phụ nữ kia. Người đến là Ngô Bình. Sau khi anh giao con cho người phụ nữ lập tức ném cho cô ta một viên đan dược chữa thương nói, vào nhà đi. Người phụ nữ cảm kích gật đầu, vội vàng ôm đứa bé trốn vào trong phòng. 3 tên linh giáp binh kia tức giật, 3 ca. Ngô Bình nhíu mày, sao âm điệu này nghe quen thế? Nhân loại, người muốn chết. Linh quang xuất hiện trên tay một linh giáp binh, ngưng tụ thành một thanh đao dài, đâm mạnh về phía Ngô Bình. Ngô Bình thấy trường đao, lập tức bắt lấy. Anh muốn cảm nhận thủ đoạn của linh giáp tộc, đao này rất sắc bén, lực sát thương ngang với pháp khí trung cấp. Cũng chả có gì hơn thứ này. Anh vừa siết mạnh một xíu, trường đao đã bị bẻ gãy. Sau đó anh bước lên một bước, đánh một quyền vào ngực linh giáp binh. Tên linh giáp binh kia phản xạ rất nhanh, ngực lập tức xuất hiện một lớp linh giáp. Ngô Bình cố ý chỉ dùng một chút sức lực, chợt nghe tiếng răng rắc, linh giáp nát bấy, linh giáp binh phun máu mà chết. Ngô Bình, sức phòng ngự khá tốt, nhưng chặn không được tấn công tu sĩ trên thần thông tầng 8. Sau đó, anh rút quỷ thánh kiếm ra, chém một nhát giết 2 tên linh giáp binh còn lại. Sau khi giết chúng xong, linh quang trên cơ thể bọn chúng bị quỷ thánh kiếm hút sạch. Linh giáp tộc khác với huyết tộc, năng lượng của huyết tộc đều trữ ở trong máu cho nên quỷ thánh kiếm mới hút máu. Năng lượng của linh giáp tộc tập trung ở linh lực, bởi vậy quỷ thánh kiếm hút linh quang. Tốt. Vậy giết thêm vài con nữa. Đêm đó, trong thành xuất hiện một pho tượng sát thần giết hơn 3.000 tên linh giáp tộc không sót con mốc nào. Khi Ngô Bình quay về Hà Gia, cơ thể dính đầy máu đen. Cả đêm, anh đến 3 tòa thành rồi giết gần 1 vạn tên linh giáp tộc. Anh nói, truyền lệnh của ta, tất cả tu sĩ ngoài tam cảnh thần thông lập tức tập hợp đến sàn vật. Sàn vật mới xây, có diện tích rất rộng lớn, có thể chứa vài chục vạn người cùng một lúc. Ngô Bình vừa ra lệnh, đệ tử, tu sĩ thần thông tầng 3 trở lên của 7 đại tông môn và cả Hà Gia, vội vàng tập hợp ngay. Ngô Bình nhìn thoáng qua, trong các tu sĩ còn một số bị thương chưa lành, nên anh cho họ về trước. Cuối cùng, trên giáo trường chỉ còn lại hơn 2.700 người. Anh lấy quỷ thánh kiếm ra nói, các vị sẽ là nhóm đầu tiên trở thành dũng sĩ thủ vệ thiên nguyên, chỗ ta có một cách tăng nhanh chóng lực phòng ngực. Mời các vị xếp hàng, tiến lên theo thứ tự.
Ngô Bình tiếp tục thi triển đại mạch lạc thuật, rót năng lượng bổn nguyên linh giáp tộc và linh năng vào cơ thể của họ. Mũi kiếm anh vừa chỉ, cơ thể của một tu sĩ run lên, một nguồn năng lượng kỳ diệu ào ạt đổ vào cơ thể của hắn ta. Hắn ta hơi thúc giục năng lượng kia, nguồn năng lượng lại tụ ra ngoài da hắn ta và biến thành một bộ linh giáp. Hắn ta vừa mừng vừa sợ, liên tục sử dụng. Ngô Bình bảo hắn ta lui ra, cho người thứ hai tiếp tục nhận năng lượng. Cứ như vậy, Ngô Bình nhanh chóng cho tất cả mọi người quản lý năng lượng. Cuối cùng, luyện khôi binh thuật. Lực lượng của hơn 2.000 người nhờ quỷ thánh kiếm hợp làm một, uy lực rất đáng sợ. Không trung xuất hiện một thanh linh kiếm khổng lồ, mạnh mẽ đánh về đối diện phá nát một ngọn núi. Đồng thời, bọn họ còn có thể ngưng tụ linh thuẫn khổng lồ, chặn tấn công của địch. Sau khi Ngô Bình luyện binh xong, lập tức dẫn theo hơn 2.000 người đến địa bàn linh giáp tộc đã chiếm. Cách đó không xa có một tòa thành có hơn vạn tên linh giáp quân tập kết ở đó, Ngô Bình muốn dùng chúng thử sức chiến đấu của mấy ngàn thiên nguyên quân. Ngô Bình có sát khí hơn vạn linh giáp tộc, hiện tại mang theo mấy ngàn người đến giết địch càng thoải mái hơn. Bọn họ kết thành một đĩa huyền phù bát quái trên không trung. Ngô Bình mượn thiên ảnh kiếm pháp lập tức linh năng ngưng tụ thành 3.000 lưỡi bảo kiếm hạ xuống, đâm thẳng thế hơn vạn linh giáp quân đối diện. Những linh kiếm này được bát quái sát trận củng cố, uy lực mạnh gấp trăm lần với linh giáp binh bình thường, cho nên bảo quang điên cuồng chém địch dễ như thái rau dưa. Thoát cái, xác của linh giáp quân phơi đầy đồng. Nhưng trong linh giáp quân cũng có vài cao thủ, sức mạnh bọn chúng cũng mạnh hơn. Chỉ là dù chúng có mạnh thế nào cũng đánh không lại Ngô Bình, từng tên đều bị giết. Chiến đấu rằng con nửa giờ, giết chết tên linh giáp binh cuối cùng. Lúc này, Ngô Bình mới thu chiến trận, lệnh cho những tu sĩ này đi đến trấn an dân chúng trong thành. Dân chúng trong thành này thật thê thảm, ban đầu thành có hơn 1.000 vạn người. Hiện tại, chỉ còn vỏn vẹn hơn 100 vạn người sống sót, khắp nơi đều là xác hư thối. Ngô Bình tổ chức dân chúng trong thành một tập thể, kéo xác ra ngoài thành xếp thành một núi. Sau đó, anh châm lửa thiêu hủy chúng. Ngô Bình nhìn đám lửa cháy hừng hực, đen mặt, những cái xác này đều là các xác vô tội bị linh giáp tộc giết chết. Đám đó thật đáng chết. Xong chuyện, trời cũng tối. Đêm đó, Ngô Bình với thiên nguyên quân trú ở trong thành. Hà Tử Trần chạy đến, gặp gương mặt u ám của Ngô Bình hỏi, tâm trạng anh Bình đang rất buồn bực à? Ngô Bình trả lời, Tử Trần, dân chúng bị đám dị tộc kia giết nhiều như thế thật đáng chết. Ta chuẩn bị sử dụng một loại cấm thuật. Luyện dị tộc thành quỷ binh. Hà Tử Trần mở to mắt, quỷ binh. Ngô Bình gật đầu, quỷ binh giống đạo binh, nhưng sức chiến đấu quỷ binh mạnh hơn. Và lại, thủ pháp cũng rất tàn nhẫn. Sinh linh bị luyện thành quỷ binh sẽ bất tử, linh hồn vĩnh viễn sẽ bị tra tấn. Mà quỷ binh bị tra tấn lâu bao nhiêu, thì sức chiến đấu càng mạnh bấy nhiêu. Hà Tử Trần tức giận nói, những tên dị tộc này thật sự quá đáng giết, cho dù thiên đao vạn chủng bọn chúng cũng không quá đáng. Ngô Bình hít sâu một hơi nói, luyện quỷ binh cần dược liệu xúc tác. Anh vung tay lên, trước mặt xuất hiện một số lượng dược liệu lớn. Những dược liệu này đều do anh lấy, từ Đại Thiên Dược Điển ra. Anh sai người lấy mấy cái bát ra, tự nấu thuốc. Không lâu sau, 10 tên linh giáp tộc bị bắt khô cổ đến trước mặt Ngô Bình, chúng quỳ trên mặt đất. Bọn linh giáp tộc này vẫn còn đang hô to gọi nhỏ, bị bọn lính tát vài cái mới ngoan ngoãn im lặng như giờ. Sau khi Ngô Bình chế thuốc xong, bảo lính tưới cho đám linh giáp binh kia mỗi người một bát. Bước tiếp theo, anh thi triển cấm thuật thứ 88, quỷ binh thuật. Trên quỷ thánh kiếm bay ra 10 ánh sáng đen, đâm vào não của 10 người này. Một nguồn lực lượng quỷ dị ồ ạt chạy vào cơ thể bọn chúng, sau đó lực lượng hợp với tác dụng của dược lực trong cơ thể bọn chúng, lập tức 10 tên linh giáp binh hét lên đau đớn. Quỷ binh thuật khác quỷ đạo chân giải thượng của Ngô Bình khác nhau. Anh còn đưa lực của mình vào cấm kỵ. Nên lực cấm kỵ này có thể nói là chính bản thân anh, có thể mượn bọn linh giáp binh này luyện thành công quỷ binh cấm kỵ. Sức chiến đấu của quỷ binh cấm kỵ rõ ràng mạnh hơn nhiều so với quỷ binh. Nhưng nó cũng yêu cầu rất cao về thụ thể, cho nên 10 tên linh giáp binh này đã nổ chết 5 tên. 3 tên còn lại chảy máu thất khiếu rồi chết, chỉ còn 2 tên sống sót. Hai người này đều bị lực cấm kỵ của Ngô Bình và lực lượng quỷ thánh kiếm cải tạo ra. Thực lực của mỗi người tăng vọt lên gấp trăm lần, còn có thể lì lợm và rất khó bị giết chết. Nhưng mà linh hồn của bọn chúng vĩnh viễn đều bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Hai tên sống sót chính là quỷ binh cấm kỵ, bọn chúng dễ dàng bức đứt dây thừng,
hai mắt phun ra màu tím ma chơi, ngửa mặt lên trời giống giận. Ngô Bình lạnh lùng nói, đến đây. Tuy quỷ binh cấm kỵ không tình nguyện, nhưng vẫn bị kiểm soát mà đến đối diện Ngô Bình. Ngô Bình nói, tấn công ta. Hai tên quỷ binh cấm kỵ lập tức đánh, trong tay chúng xuất hiện hai thanh hỏa diễm linh kiếm, đâm mạnh vào Ngô Bình. Tốc độ bọn chúng ra tay rất nhanh, nhanh hơn gấp 10 lần với linh giáp binh bình thường. Ngô Bình dễ dàng tránh tấn công, rồi chém một nhát kiếm lên người quỷ binh cấm kỵ. Kết quả, lưỡi bảo kiếm bình thường lập tức gãy, mà quỷ binh cấm kỵ không sao. Tốt, anh rất hài lòng. Hà Tử Trần ngạc nhiên thốt lên, thực lực của hai tên quỷ binh này sợ là bằng tu sĩ đạo cảnh. Ngô Bình gật đầu, tu sĩ đạo cảnh tầng 1 gặp bọn chúng cũng phải trốn. Anh cho Thiên Nguyên quân nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm hôm sau dẫn bọn họ đi bắt 10.000 tên linh giáp binh còn lại. Những linh giáp binh này phân tán ra khắp nơi, có chỗ 3.500 người, có chỗ 2.000 người. Nhưng vẫn bị Thiên Nguyên quân bắt sống, sau đó luyện thành cấm kỵ quỷ binh. Mọi chuyện cứ như thế cho đến 6-3 ngày sau, hơn 10.000 linh giáp binh đã bị bắt sống. Mà chỉ có hơn 2.400 tên luyện được cấm kỵ quỷ binh. Lúc Ngô Bình dẫn Thiên Nguyên quân quay về Thiên Nguyên, tất cả thế lực trên Thiên Nguyên đều thấy hơn 2.000 tên linh giáp quân đã bị luyện thành cấm kỵ quỷ binh. Vì vậy Thường Gia với Lệ Gia đều tìm Hà Chính Hạo cùng một ngày, tỏ ý muốn nghe theo sự sắp xếp của Hà Gia để cùng nhau chống lại dị tộc. Đồng thời, các tông môn vào Thiên Nguyên để tránh dị tộc đều gia nhập vào Thiên Nguyên quân. Sau 2 ngày, số lượng Thiên Nguyên quân đã vượt qua 10.000 người. Nhưng không qua bao nhiêu lâu, Hà Tử Trần lập tức đưa tin đến nói rằng 10.000 đại quân của Linh Giáp tộc đã chính thức mở cuộc tấn công vào Thiên Nguyên. Lúc đầu, chuyện Thiên Nguyên quân giết hơn 30.000 Linh Giáp tộc đã chọc giận đối phương. Thủ lĩnh Linh Giáp tộc đã tự dẫn 10.000 Linh Giáp đại quân đánh vào Thiên Nguyên, để báo thù cho đồng bào bị chết. Nếu người khác nghe được tin tức này, chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng khi Ngô Bình nghe được tin này lại rất vui mừng, anh lập tức tụ tập 10.000 Thiên Nguyên quân lại, cao giọng nói, sức chiến đấu của từng linh giáp tộc rất khủng khiếp, và lại số lượng của bọn chúng nhiều hơn quân của chúng ta gấp mấy lần. Chúng ta chỉ có hơn 10.000 quân, mà linh giáp quân lại có 10.000 người, các ngươi có sợ không? Đa số những tu sĩ này đều là kẻ bị dị tộc đánh chiếm quê quán, đồng môn và người thân của họ đều bị dị tộc giết sạch nên từ lâu trong lòng đã căm hận dị tộc đến tận xương tủy rồi. Khi họ nghe Ngô Bình hỏi thế, lập tức đồng thanh nói, không sợ. Tốt, các ngươi đồng lòng như thế là tốt rồi. Hôm nay, chúng ta phải giết 10.000 dị tộc để rửa mối hận và báo thù cho nhân tộc. Theo ta ra khỏi thành đón địch. Trong Thiên Nguyên có hàng tỷ dân đang sinh sống, bọn họ hành động tự phát và bưng nước rượu đứng ở hai bên đường cái để ủng hộ những anh hùng bảo vệ quê nhà của họ. Đội ngũ 10.000 người sắp xếp rất lâu, họ im lặng đi nhanh ra ngoài. Không có mệnh lệnh của Ngô Bình, nên họ không có nhận rượu. Ngừng. Đột nhiên, Ngô Bình mở miệng nói, các hương thân đã ủng hộ cho Thiên Nguyên quân mới đến đây, mỗi người có thể nhận 3 chén ấm người. Mấy vạn dân chúng đứng hai bên đường lập tức vội vàng đưa rượu đến trước mặt những tướng sĩ, các tướng sĩ đỏ hồng mắt, im lặng nhận chén rượu, uống cạn chỉ một hơi. Một cô bé đang được một vị người phụ nữ bế trông rất đáng yêu, bưng một chén rượu đến trước mặt Ngô Bình. Đại soái, cháu mời ngài một chén. Ngô Bình nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó nhận rượu uống cạn. Mỗi người uống hết 3 chén, Ngô Bình lập tức lệnh đội quân tiếp tục đi về phía trước. Sau khi mọi người ra khỏi thành, điều khiển lên độn quan, bay về hướng quân địch. Phía tây Thiên Nguyên, trên một cánh đồng hoang rộng 200 dặm. Thiên Nguyên quân giáng từ trời xuống, đối diện với 10.000 linh giáp quân lập tức bày ra trận chiến phòng ngự. Ngô Bình nhìn sơ qua nói, các ngươi có lợi thế rồi, ta đi chém thủ lĩnh đối phương. Dứt lời, anh hợp lại với kiếm hóa thành một đường kiếm quang phóng đến thủ lĩnh linh giáp quân. Tên này cao 2 thước, mặc giáp vàng, khóe môi để mọc 2 cọng râu dài, cầm một thanh trường đao đang chỉ huy cho đại quân. Hắn ta thấy kiếm quan Ngô Bình đánh úp đến, chỉ cười lạnh rồi vung trường đao lên bổ vào anh, một ánh đao rợn người lập tức xông thẳng về phía trước. Keng! Một tiếng nhỏ vang lên, ánh đao của hắn ta bị nát bấy. Nhưng sức mạnh của Ngô Bình vẫn không giảm, chỉ thoát cái đã đến trước mặt thủ lĩnh linh giáp quân. Phụt! Kiếm quang đâm thủng ngực của hắn ta, tên này là cường giả đã bước nửa chân vào hỗn độn rồi nhưng vẫn bị Ngô Bình giết chết chỉ một kiếm. Tuy sức phòng ngự linh giáp của hắn ta mạnh thật, cũng không đối đầu nổi với một nhát tuyệt sát của Ngô Bình.
Sau đó, Ngô Bình sử dụng thiên ảnh kiếm pháp, 10 vạn kiếm quang giáng từ trời xuống, xoay tròn vào nhau lập tức giết chết hơn vạn linh giáp tộc. Vô số linh quang bay ra khỏi xác và bị quỷ thánh kiếm hút hết. Đám linh giáp tộc còn lại đều sợ đến ngây người như đã quên mất chống đối, cứ thế ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Ngô Bình lạnh lùng nói, người nào đầu hàng sẽ được tha chết. Thủ lĩnh đã chết, Ngô Bình chỉ dùng một kiếm đã giết sạch một vạn tộc nhân mà đại quân của đối phương vẫn chưa rét tay, đánh thế nào nữa. Ý chí của linh giáp quân lập tức lung lay. Nhưng vài lúc này, Ngô Bình nhân cơ hội sử dụng ảo thuật hút hết ý thức của 9 vạn linh giáp quân vào trong huyền thiên mộng cảnh. Xung quanh xuất hiện màn sương mù, đám linh giáp quân ở trong màn sương đều rơi vào ảo cảnh không tự thoát ra được. Ngô Bình lại lệnh cho thiên nguyên quân ra tay, trói đám linh giáp quân lại mang về thiên nguyên. Sau khi bắt 9 vạn linh giáp quân làm tù binh, lúc này Ngô Bình mới nấu thuốc và tiếp tục luyện chế cấm kỵ quỷ binh. 100 linh giáp binh chỉ có thể luyện chế ra 20 mấy quỷ binh theo lẽ thường, còn lại đều chết sạch. Chúng bị quỷ thánh kiếm hút hết linh lực. Cuối cùng, 9 vạn linh giáp quân đã luyện ra hơn 2 vạn 1.000 cấm kỵ quỷ binh. Tính cả quân trước đó, thì tổng cộng đã có 2 vạn 4.000 tên rồi. Ngô Bình đưa cấm kỵ quỷ binh kiểm soát đội quân này giao cho Hà Tử Trần. Có quân quỷ binh này ở đây đã đủ ngăn đám dị tộc bình thường xâm lược vào thiên nguyên rồi. Tình hình thiên nguyên đã ổn định lại, Ngô Bình nghỉ ngơi một chút rồi đi đến Đông Hải trước. Sáng sớm, Lý Thuần Như đã đứng đợi trước tiên kiếm môn. Khi nàng ta vừa thấy người đợi cuối cùng cũng đến, thở một hơi nhẹ nhõm nói, anh Bình, đám sinh linh trong biển xâm lấn vào tiên kiếm môn ngày một nhiều lên rồi, vừa rồi chúng còn giết vài tên đệ tử của chúng ta. Ngô Bình bay lên giữa không trung, đập vào mắt anh là đảo nhỏ của tiên kiếm môn, có mấy vạn đảo lớn nhỏ, trên mỗi hòn đảo đều có dân chúng sinh hoạt. Hiện tại biên giới đã biến mất, vậy nên phạm vi của Đông Hải trở nên rộng lớn và bao la vô cùng, có thể nói lớn gấp mấy trăm lần với trước đó. Nhưng sinh linh vừa xuất hiện trong hải vực cũng nhiều đến khủng khiếp. Thật ra Đông Hải chỉ là một trong những hồ nước mặn ở thiên giới, cũng không phải là hải dương. Trước kia nguyên thủy tiên giới chỉ chiếm một phần nhỏ của hồ lớn, đa phần đều vào thiên giới. Nhưng lúc này, Ngô Bình thấy được một con giao long hai đầu đang bay từ xa đến. Nơi con giao long này đi qua đều kéo đến mây đen, gió lốc nổi lên cuồn cuộn. Lý Thuần Như tức giận nói, nó lại đến nữa rồi. Ngô Bình vươn tay ra chém một nhát, một đường kiếm quang sắc bén lao ra trăm dặm chém rụng một đầu đen của con giao long kia. Con giao long đen bị ăn đau vội vàng quay đầu bỏ chạy, thoát cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người. Lý Thuần Như vừa mừng vừa sợ, anh Bình, sức mạnh của anh bây giờ còn mạnh hơn trước nữa rồi. Ngô Bình gật gật đầu, Thuần Như, anh đã tìm hiểu được rất nhiều tuyệt học trong kiếm đạo vương tọa, mấy ngày tới đây anh sẽ dạy cho em. Em có thể lựa chọn một ít người đáng tin trong tông môn để truyền lại cho họ. Lý Thuần Như gật gật đầu, anh Bình, đi đến cửu kiếm đảo với em. Em có một tòa biệt viện nơi đó. Vì vậy hai người đi vào một đảo nhỏ rộng vài km vuông. Trên đảo chỉ có vài tỷ nữ, rất nhiều kỳ hoa dị thảo và cây cối quý hiếm phong phú, đa dạng giống loài. Trong đảo có một cái sân nhỏ, nơi đó là nơi yên lặng tu luyện của Lý Thuần Như vào ngày thường. Ngô Bình vừa đi vào đảo đã nghĩ, bản thân tìm hiểu thức thứ 13 trong tam giới kiếm trước, bởi bản thân anh cảm thấy thức thứ 13 này có thể kết hợp với trảm đạo thập tam kiếm của mình. Và lại, anh còn hiểu được gì đó trong kiếm đạo vương tọa, chắc chắn uy lực của nó sẽ rất mạnh. Anh nói suy nghĩ của mình cho Lý Thuần Như nghe, Thuần Như, anh đã mở đạo mạch giúp em. Sau đó, anh giúp em tu luyện thất tinh trảm đạo đồ. Lý Thuần Như vô cùng vui mừng hỏi, em cũng có thể tu hành như vậy được à anh Bình? Ngô Bình cười nói, có anh ở đây đương nhiên, em có thể tu hành được. Anh mở thánh môn ra, hai người đến Kim Ngô Thành tại Thánh Cổ Đại Lục. Khi hai người đến một nơi yên tĩnh, Ngô Bình giúp Lý Thuần Như kiểm tra. Tư chất của Lý Thuần Như đã tốt sẵn, Ngô Bình lại lợi dụng vô thượng đạo lực trợ giúp nên đã giúp cho cô thành công mở được một thánh mạch và 9 huyền mạch. Sau đó, anh lại giúp Lý Thuần Như tu luyện thất tinh trảm đạo đồ. Lý Thuần Như đang dốc sức tu luyện, Ngô Bình đã đến chỗ xây dựng tử kinh. Tử kinh đã bắt đầu hình thành, sau khi xây dựng xong tòa hoàng kinh này sẽ có thể chứa 3 tỷ dân cư bên trong. Mà bên ngoài tử kinh sẽ xây dựng một ít vệ tinh thành với hương trấn để dân ở. Tính ra tòa thành này cũng được hơn mấy trăm triệu người ở. Tương lai, Tử Kinh chắc chắn sẽ trở thành trung tâm thương mại và quyền lực của nhân tộc.
Vì vậy, anh nhờ Tử Thanh Thánh Hoàng, mua một con phố của Tử Thanh. Con đường này đều thuộc về Đa Bảo Các, sản xuất vật tư thiên giới. Con đường này dài 10 dặm, cửa hàng hai bên cộng lại cũng khoảng một bách gia, mỗi cửa hàng sắp xuất hiện bán mọi thương phẩm khác nhau. Xong việc, anh quay về Kim Ngô Thành gặp Tử Thanh Thánh Hoàng. Sau một đoạn thời gian đã củng đố, khí tức của Tử Thanh Thánh Hoàng càng thâm sâu và khó dò. Ngô Bình được người ta mời vào nơi nghỉ ngơi của Thánh Hoàng, rồi người đó lui xuống. Ngô Bình đẩy cửa vào, Tử Thanh mặc một bộ váy tím dài đi chân trần, đang nghiêng người tựa trên giường trong không gian sảnh to lớn. Bên trong cạnh cô còn đặt một ít công văn, da thịt cô trắng như tuyết, quyến rũ vô cùng lại cao quý không có gì sánh bằng. Cô ấy vừa thấy Ngô Bình đến, lập tức vứt công văn xuống nói, cậu về rồi, đống công văn vừa nhìn đã khiến tôi đau cả đầu. Ngô Bình cười hì hì nói, chị Tử Thanh, tôi không hiểu mấy cái này nên không giúp gì được người rồi. Tử Thanh trợn mắt nhìn anh, hai, thần tộc cử đến vài tên sứ giả. Trong đó có hai đại thần trẻ tuổi, thực lực cũng rất mạnh đã đánh bại rất nhiều thiên kiêu nhân tộc. Tôi nghĩ để cậu ra tay, dạy chúng một bài học. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, thần tộc cử sứ giả đến làm gì? Tử Thanh, thăm dò với Dạ Oai. Thăm dò cái gì, chẳng lẽ, xem chị có phải Thánh Hoàng thật không à? Tử Thanh cười nói, không đến mức đó. Bọn họ muốn thăm dò điểm giới hạn và làm quen với tính cách của tôi. Dù sao tiếp theo đây, bọn họ phải giao tiếp với nữ Thánh Hoàng như tôi. Bởi vì nếu họ không biết gì về tôi, thì sẽ không có cách phát triển chiến lược. Ngô Bình chớp mắt, Dạ Oai gì? Chúng cử hai thiên kiêu thần tộc mạnh mẽ, ép cho các thiên kiêu nhân tộc chúng ta thở không nói. Chúng muốn nói nhân tộc chúng ta biết, thế hệ sau của thần tộc vẫn mạnh hơn thế hệ sau của nhân tộc, mãi mãi nhân tộc sẽ không bằng thần tộc. Ngô Bình cười lạnh, Dạ Oai chó má gì chứ? Để tôi đi xem thiên kiêu thần tộc thế nào. Tử Thanh thấy Ngô Bình thế nói, thực lực của cậu cũng ghê đấy, nhưng thần tộc không phải thứ đùa chơi được nên đừng khinh thường. Hiện tại, tôi sử dụng quyền hạn Thánh Hoàng của mình. Đưa cậu vào, Vạn Thánh Động Thiên, để tu luyện. Trong Vạn Thánh Động Thiên có vô số truyền thừa và chân bảo của nhân tộc để lại, cậu có thể dùng hết chúng. Thêm vào đó, thời gian trong đó khác với bên ngoài này, cậu khổ tu 3 năm trong đó chỉ tầm một canh giờ ở đây thôi. Ngô Bình bất ngờ mở to mắt, còn có nơi như thế à? Tử Thanh cười, nơi này chỉ có Thánh Hoàng mới mở ra được, nó là không gian được vô số các đời nhân tộc đã hao công dốc sức mà chế tạo ra. Sự có mặt của nó chỉ để, một là bồi dưỡng nhân tài cho nhân tộc, hai là khi nhân tộc rơi vào tình thế xuống dốc không còn quay đầu được nữa, thì có thể giữ lại nguồn lửa cho chúng ta. Trong tình hình ác liệt nhất, Vạn Thánh Động Thiên có thể cứu được hàng chục triệu người và hàng chục ngàn năm. Ngô Bình gật, được. Tử Thanh, cậu cứ tu luyện trong đó 3 năm, tăng tu vi lên rồi lại đến chạm mặt thiên kiêu thần tộc. Cô ấy nói xong. Lập tức vươn bàn tay trắng nõn ngọc ngà lên lập tức cuốn Ngô Bình vào một không gian. Khi anh mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân đang ở trong một đại điện, nơi này dựng đầy giá sách, trên đó có vô số sách vở khác loại. Ngô Bình chỉ lấy ra một quyển tùy thích, lại phát hiện đó là một loại giai đoạn công pháp, nó hướng dẫn làm sao để tiến vào trạng thái tâm pháp hiền giả. Anh nhanh chóng đảo mắt qua toàn quyển sách, rồi lại rút quyển thứ hai. Cuốn thứ hai này viết về tu luyện thánh nhân cảnh và thánh thể công pháp. Tác giả cuốn này đã tham khảo kinh nghiệm của người đi trước, chứ không phải là do kinh nghiệm của chính người này lấy ra. Thoáng chốc, Ngô Bình đã đọc đến mê mẩn, rồi lại đến một giá sách rồi lật xem từng quyển sách. Cứ quyển nào mà anh thấy hữu dụng thì dừng lại, nghiên cứu thật kỹ càng. Anh đọc sách mải miết nên không cảm giác được thời gian thay đổi, thế mà đã qua 3 tháng rồi. Trong 3 tháng này, anh đã đọc xong mười mấy giá sách. 3 tháng, anh đọc quá nhiều sách, cần phải triệt để hiểu nó. Vì vậy, anh ngồi xếp bằng, suy nghĩ về những nội dung viết trong sách. Thoát chốc, khí tức trong cơ thể anh lập tức vận chuyển, tự nhiên dễ dàng bước vào trạng thái hiền giả. Hầu như quá trình tu luyện này của anh, không dừng lại đến khi đạt đến hiền giả cảnh. Hiền giả là một trạng thái tu luyện tâm linh, có thể ở trong trạng thái giác ngộ mọi lúc mọi nơi nên trí tuệ rất mở rộng. Học cái gì cũng thật nhanh. Hiểu về bất cứ vấn đề nào cũng thật sâu xa, đó gọi là hiền giả. Ngô Bình bước vào trạng thái hiền giả, vừa âm thầm nghĩ, 50 tỷ tế bào trong cơ thể lập tức ngưng tụ lại thành vô thượng đạo phù. Ngay lúc này, anh cũng không thấy có gì không khỏe. Sau cửu biến, cơ thể của anh đã có khả năng tăng lên vô hạn,
Sau một thời gian thành quen, anh đã có thể chấp nhận càng nhiều vô thượng đại đạo hơn. Bây giờ, anh trở thành hiền giả, linh hồn cũng nhận được thăng hoa khiến anh càng nhận thức của bản thân sâu sắc hơn và cũng đã chuẩn bị xong cho vô thượng đại đạo. Vì vậy, anh tiếp tục mở 100 tỷ, đến 1.000 tỷ và cuối cùng 10.000 tỷ tế bào. Đến lúc này, Ngô Bình mới thoáng cảm giác hơi khó chịu. Anh biết mình cần dừng lại, đợi quen với số lượng vô thượng đại đạo khổng lồ này rồi mới tiếp tục tu luyện nữa. Tiếp theo đó, anh tiếp tục đọc, thỉnh thoảng tu luyện công pháp và tuyệt học của người đi trước để lại. Thoáng chốc đã trôi qua một năm, anh cảm thấy bản thân đã quen với vô thượng đạo lực này, lập tức mở tế bào ra. Anh ngưng tụ 20.000 tỷ, 30.000 tỷ tế bào vào hết vô thượng đạo phù. Anh cũng không thấy có gì không khỏe. Tâm trạng của anh rất vui, biết bản thân đã hấp thụ xong một ít sợi vô thượng đại đạo. Chuyện này giúp cho anh hoàn thành nhập đạo của nhất trọng đạo cảnh. Ầm ầm, không trung vang lên một tiếng sấm, một đường sấm chớp màu vàng đánh vào cơ thể Ngô Bình. Không khí xung quanh anh bốc cháy, đốt không gian thành một động đen kịt. Ngô Bình vẫn ngồi xếp bằng không động đậy, mặc kệ cho sấm màu vàng liên tục đánh vào cơ thể. Sấm đánh xuống 10 đường, mỗi lần đều mạnh hơn lần trước đó. Đây là đại đạo kiếp phải trải qua khi bước vào đạo cảnh, những tia sấm chớp màu vàng này được gọi là thiên đạo thần lôi. Tu vi càng cao thì trải nghiệm đại đạo càng mạnh, thiên đại thần lôi cũng càng mạnh, số lần đánh xuống cũng càng nhiều. Thần lôi đánh đến tia 99, làn da Ngô Bình đã bị rách toạc một mảnh để lộ máu thịt. Máu thịt của anh lóe lên ánh sáng huy hoàng của thành giống như ngọc lưu ly, rồi nhanh chóng lành lặn như lúc ban đầu. Những tu sĩ bình thường khi trải qua đại đạo kiếp sẽ nhận nhiều nhất 9 tia sấm, mà mỗi một tia sẽ mạnh hơn tia trước. Nhưng Ngô Bình đã trải qua cửu thập cửu đạo, nếu không thế chất mạnh mẽ của anh đã bị sét đánh nát. Lôi kiếp biến mất, anh lập tức tìm hiểu đạo pháp của mình trong đại đạo. Đạo pháp của mọi người khác nhau, cũng có thể giống nhau nhưng cuối cùng uy lực thế nào đều liên quan đến việc tìm hiểu đại đạo sâu hay cạn của người đó. Vô thượng đại đạo mạnh hơn vạn đạo, cho nên nó là vô hình. Bởi vậy, Ngô Bình cần mượn chân pháp, cấm thuật đã tu luyện trước đó kết hợp với đại đạo khác và tìm ra đạo pháp thích hợp của mình. Đương nhiên, có ảnh hưởng của vô thượng đại đạo nên đạo pháp của anh có uy lực càng mạnh, tới giờ đã mạnh hơn cả đạo pháp bình thường. Trước đây, anh đã tu luyện qua 3 loại thánh giai chân pháp, Định Quang Trảm, Vô Gian Thủ, Thiên Huyễn Trảm và Tam Thế Trảm của thiên giai chân pháp từ sớm. Bây giờ, anh muốn dùng 4 loại chân pháp làm nền, kết hợp với vô thượng đại đạo và còn nhất phẩm đại đạo, rồi sáng chế ra đạo pháp thuộc về chính mình. Thế là Ngô Bình lại rơi vào trạng thái thiền định, chỉ qua mấy tháng đã tìm hiểu được 9 loại nhất phẩm đại đao. Từ đó, anh lại tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo vương tọa, trạng thái hiền giải giúp sức tìm hiểu của anh tăng thẳng lên nhanh chính lĩnh ngộ đạt đến 9 thành của kiếm đạo vương tọa. Vì vậy Định Quang Trảm kết hợp với nhất phẩm đại đạo, hóa thành Định Quang Phân Thần Trảm. Vô Gian Thủ kết hợp với 2 nhất phẩm đại đạo, sáng chế ra Vô Giang Trấn Ngục Thủ. Thiên Huyễn Trảm dung hợp với nhất phẩm đại đạo, sáng chế ra Thiên Huyễn Cách Không Trảm. Tam Thế Trảm cũng kết hợp với Vô Thượng Đại Đạo và 3 loại nhất phẩm đại đạo, sáng tạo ra Tam Thế Luân Hồi Trảm. Từ đó Ngô Bình nhớ về chân hư kinh do Thánh Hoàng để lại, anh đã từng tìm hiểu rất nhiều diệu đế từ trong đó. Lúc này, anh lập tức kết hợp vài loại nhất phẩm đại đạo sáng chế ra chân hư huyễn giới. Đến bây giờ, anh nhanh chóng tu luyện hoàn thành đạo cảnh. Sau 2 năm rưỡi, anh đã đạt đạo thai cảnh của tam trọng đạo cảnh. Đạo thai cảnh là ngưng tụ đạo pháp của mình thành đạo thai, sau khi đạo thai phát triển sẽ sinh ra đạo anh. Đạo anh khác với dương thần ở chỗ, nó càng thuộc về hình thái tính mạng cao cấp hơn. Chuyện ngưng tụ đạo thai không khó, nhưng chuyện phát triển đạo thai bắt buộc phải ngưng tụ đạo loại. Đạo loại là kiến thức bản thân hiểu được về vũ trụ, khi nó lớn lên thì có cơ hội trưởng thành đại đạo mới. Ngô Bình có giữ một bộ Thất Tuyệt Thiên Thư, trong này là kiến thức do 7 vị cường giả tuyệt thế hiểu về thiên đạo thất trùng, anh dốc sức tìm hiểu. Vô thượng đại đạo mạnh hơn vạn đạo, cho nên dù anh có tìm hiểu thấy trùng đại đạo thì tốc độ vẫn rất nhanh, thoáng chốc anh lần lượt tìm hiểu xong thất mai đạo trùng. Mỗi đạo thai của Ngô Bình đã một quả đạo loại, khí tức của đạo thai lập tức mạnh lên đôi phần. Đáng nói là, theo tu vi tăng lên vô tình anh tìm được cơ hội đột phá lên hiền vương cảnh. Hiền vương cảnh là phải mượn sức mạnh tháo gỡ gông xiềng tiềm năng trong cơ thể, trí tuệ tiếp tục tăng trưởng, thể chất cũng tăng để cho cơ thể càng trở nên hoàn mỹ. Thật ra lúc Ngô Bình luyện thành cửu biến,
đã có khả năng vô hạn rồi. Nhưng hiền vương cảnh giới tăng lên là một loại cụ thể tăng lên, trí tuệ và thể chất cũng tăng lên rõ ràng. Một khi những thứ này tăng lên là ở một mức độ nào đó của nhân tộc, có thể giúp Ngô Bình đạt đến sức mạnh và trí tuệ cao nhất của con người. Đương nhiên, không phải một vị hiền vương đô nào cũng đạt đến hạn cao nhất như thế. Mà đa số người chỉ bước vào một cảnh giới này, trí tuệ và thể chất cũng sẽ tăng nhưng cách mức cao nhất một đoạn khá xa. Do Ngô Bình có cửu biến cảnh cộng với tu luyện trong thời gian dài, nên chuyện anh trở thành hiền vương dễ như mây trôi nước chảy. Thêm vào đó, anh vừa bước vào hiền vương cảnh đã đạt đến trình độ cao nhất, mức cao nhất của con người. Sau này hắn tu luyện tiếp sẽ thành thánh cảnh. Thánh cảnh là trình độ khác của tính mạng, có nhiều khả năng và mạnh hơn mức độ cao nhất. Xoèn xoẹt. Cuối cùng không trung nổ lên tiếng sấm vang rền, thì ra đó là nhân vương kiếp đến. Không vượt qua nhân vương kiếp sẽ không được chính thức vào nhân vương, Ngô Bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Đỉnh điện đã bị lôi kiếp lần trước nổ nát, nhờ đó anh có thể chứng kiến bầu trời sao của vũ trụ. Trong bầu trời sao, vô số ánh sao lập lòe hội tụ lại thành một vùng ánh sao trên bầu trời. Ánh sao dung chuyển, hóa thành thần lôi. Không còn kịp suy nghĩ, thần lôi tinh quang thứ nhất đã đánh xuống. Cơ thể Ngô Bình tê dần, sau đó chính là cảm giác đau đớn ập đến. Nhân vương kiếp bình thường phải chịu 3 lần sét đánh, nhưng Ngô Bình lại khác. Sau 3 tia chớp lại thêm 3 tia chớp nữa mà mỗi đường giáng xuống lại tăng mạnh hơn rất nhiều đường trước đó. Sau khi thần lôi thứ 90 hạ xuống, Ngô Bình đã bị đến mức cơ thể máu me bê bết. Nhưng mà năng lực khôi phục của anh rất nhanh. Thần lôi tinh quang thứ 96, xương cốt của Ngô Bình đã bị nổ nát, vai đã xé rách gần hết. Anh thấy mình không thể chịu được thần lôi 97 này vội vàng phóng dương thần ra. Trên lý luận, dương thần của anh có thể mạnh hơn cơ thể. Dương thần ngẩng đầu nhìn trời, khi thần lôi 97 giáng uống, anh nuốt chửng nó rồi gào lên. Sau thần lôi 98, đến đường thứ 99 đã bị anh nuốt mất. Lúc này, toàn cơ thể dương thần sáng lên giống như ánh mắt trời rực rỡ. Mà sau thần lôi thứ 99, nhân vương kiếp biến mất. Ngô Bình thở dài, dương thần đã về vị trí cũ, chữa trị vết thương trên cơ thể. Lúc này, cơ thể của anh, dương thần cũng đạt đến viên mãn. Hiền vương cảnh còn gọi là nhân vương, với cảnh giới này giúp cho cơ thể và tinh thần đều đạt đến cảnh giới cao nhất. Có thể nói là thánh nhân mạnh nhất, vua của muôn người. Sau khi vết thương đã lành lặn, Ngô Bình cảm thấy thời cơ đã chín muồi lập tức ân cần săn sóc đạo thai. Đã đến hạn 3 năm, hai mắt anh tỏa sáng lập tức trở về bên cạnh Tử Thanh. Anh đã ở trong này 3 năm, nhưng bên ngoài chỉ trôi qua một canh giờ. Tử Thanh nhìn Ngô Bình xuất hiện, cười nói, được đấy, 3 năm đã đạt đến đạo thai cảnh rồi, còn có thể ngưng tụ được đạo loại. Ngô Bình, nhưng 7 đạo chủng này không phải mục đích cuối cùng. Tôi muốn dùng hiểu biết của mình ngưng tụ đại loại mạnh hơn. Tử Thanh cười nói, 7 đạo chủng của cậu khi hình thành lập tức sẽ là nhất phẩm đại đạo, cậu chưa hài lòng sao? Ngô Bình, trên đời này đã có vô thượng đại đạo, tôi cũng có thể ngưng tụ vô thượng đạo loại. Chỉ là tôi cần cơ duyên đầu tiên thôi. Tử Thanh gật đầu, cậu tìm hiểu sự huyền ảo, không chừng có thể thành công. Lúc này có một vị võ tướng tiến vào đại sảnh, mỉm cười bái rồi nói, Thánh Hoàng bệ hạ. Tiệc thiên kiêu đã sắp xếp xong rồi, vài vị khách quý thần tộc đã đến ngồi đông đủ. Với lại, hơn 1.000 vị nhân tài của nhân tộc chúng ta cũng đã đến. Ngô Bình giật mình hỏi, hơn 1.000 vị thiên tài nhân tộc. Tử Thanh nói, đúng vậy, tôi phải để bọn họ nhìn xem thiên tài đích thực ra sao. Chỉ có biết được khoảng cách, họ mới có gắng tiến lên thôi. Ngô Bình chớp mắt hỏi, sau đó thì sao? Tử Thanh. Nếu như cậu đánh bại 2 tên thiên tài thần tộc kia, cậu chính là thiên tài số 1 của nhân tộc. Chẳng phải, danh hiệu này rất vang dội sao? Ngô Bình cười nói, chị Tử Thanh, chỉ có danh hiệu thôi à? Đương nhiên, còn có phần thưởng. Tử Thanh nói, đi thôi, đã đến giờ rồi. Tiệc thiên kiêu được tổ chức ở trong đại điện mới xây, con đường khổng lồ trong điện nhanh chóng có hơn 1.000 người ngồi đông nịt. Vị trí chính giữa có hơn 10 người thần tộc ngồi ở đó. Trong đó có 2 người ngồi vị trí chủ. Ngô Bình với Tử Thanh Thánh Hoàng một trước, một sau đi vào. Mọi người đều đứng dậy hành lễ. Tử Thanh Thánh Hoàng gật nhẹ đầu, mọi người đừng đa lễ, mời các vị ngồi. Sau đó, nàng đến ngồi trên ghế Thánh Hoàng. Chỗ ngồi của Ngô Bình cũng không đặt phía dưới, mà đặt bên cạnh ghế Tử Thanh Thánh Hoàng.
đồng thời đã khiến cho mọi người có mặt ở đây, thấy được địa vị của anh trong lòng Tử Thanh Thánh Hoàng. Mọi người dưới đài thấy thế đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, thậm chí có nhiều người còn sinh ra lòng ghen tị, nghĩ thầm anh dựa vào đâu được Thánh Hoàng để ý thế chứ. Ba vị chúa tể cũng đã đến, họ ngồi ở hai bên dưới đài. Đằng sau xa hơn một chút chính là, một ít cổ thánh và đại thánh. Có thể nói, tiệc thiên kiêu hôm nay được tổ chức vô cùng cao quý. Một vị thánh hoàng, ba vị chúa tể đều có mặt, theo đó các vị thiên tài trẻ tuổi của nhân tộc được chọn cũng đã đến. Tử Thanh, nhân tộc thật may mắn khi được sứ giả thần tộc đại giá quang lâm, bổn hoàng ta kính sứ thần một ly. Nhóm thần tộc đều nâng ly, những thiên tài còn trong tộc và chư thánh, ba vị chúa tể cũng nâng ly. Mọi người uống xong đặt ly rượu xuống, có một thanh niên mặc quần áo màu vàng trong thần tộc đứng lên. Người này không giống với nhân tộc, đồng tử rất giống yêu tinh, và lại còn là màu tím. Thanh niên quần áo màu vàng kia cười nói, Thánh Hoàng bệ hạ, hôm nay ta rất vui mừng khi hôm nay có thể đến quý tộc, gặp được nhiều thiên tài nhân tộc như vậy. Phụ thân ta từng nói, nhân tộc là tộc có tiềm lực dưới thần tộc. Vậy nên ta thấy hiếm khi mình đã đến đây, nên có thể biết chút thực lực của thiên tài nhân tộc cũng xem như chuyến đi này không tệ. Thánh Hoàng Tử Thanh khẽ gật đầu, người trẻ tuổi, hẳn là nên so với nhau nhiều hơn, có so sánh thì mới có thể biết được chênh lệch, biết sĩ sao dũng. Huyền Bình, cậu đi luận bàn với thần sử đi. Ngô Bình lên tiếng, đứng dậy lập tức đi xuống đài. Ở giữa đài có một chỗ đất cực kỳ rộng rãi, chỉ dành để tỉ thí. Thần tộc áo vàng kia đánh giá Ngô Bình, hỏi, cậu báo tên trước. Ngô Bình cười nói, Lý Huyền Bình, đệ tử Thư viện Kim Long, tu sĩ Hiền Vương Cảnh. Thần tộc áo vàng hơi hơi mỉm cười, hóa ra là nhân vương, rất tốt. Ta là cửu tương thần tộc Lăng Vân Đại Thần. Thần tộc có cấp bậc rất nghiêm ngặt, sau khi thành thần, sẽ có bán thần, hạ thần, đại thần, thượng thần, thần vương, cố thần riêng biệt. Cảnh giới đại thần có thực lực tương đương với cảnh giới đại thánh của nhân tộc. Đương nhiên, tu sĩ khác biệt, ở cùng cảnh giới lại có thực lực chênh lệch rất lớn, giống như Lý Thần Đồ, cảnh giới đại thánh nhưng lại có thể chém giết được thượng thần. Nhưng tổng thể mà nói thì, thực lực của đại thần trên cả đại thánh. Ngô Bình nói, Lăng Vân Đại Thần, mời. Lăng Vân Đại Thần không nhúc nhích, hắn ta nhìn về phía Thánh Hoàng Tử Thanh, cười nói, bệ hạ, ta thân là đại thần. Bây giờ tỉ thí với một vị nhân vương, chuyện này có hơi không ổn nhỉ? Nếu ta thắng, là thắng chi không võ. Còn nếu ta thua, thì sẽ càng mất mặt hơn. Thánh Hoàng Tử Thanh, tuy Lý Huyền Bình là nhân vương, nhưng cậu ấy thật sự có thể đánh, ta lại cảm thấy, người rất khó thắng được. Ánh mắt của Lăng Vân Đại Thần lạnh lùng, nhẹ nhàng bước ra một bước, cơ thể lập tức đến đối diện Ngô Bình. Hắn ta nhàn nhạt nói, nếu bệ hạ đã nói như vậy, vậy thì để bản thần chơi với hắn. Nói xong, hắn ta bỗng nhiên chỉ về phía Ngô Bình, nói, định. Ngay lập tức, Ngô Bình cảm thấy khí huyết trong cơ thể cứng lại, có cảm giác như đang bị giam cầm. Thế nhưng, mắt cấm thần của anh trợn lên, cửu trọng cấm, sức mạnh cấm kỵ chấn động một chút, đã nhẹ nhàng trấn áp sức mạnh giam cầm này. Ngô Bình duỗi tay gãi gãi cổ, cố ý lộ vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi, người đang làm cái gì đó? Sắc mặt của Lăng Vân Đại Thần vô cùng khó coi, thân là đại thần. Hắn có được năng lực lời nói có thể thực hiện ngay lập tức. Lẽ ra, chỉ với một câu là hắn có thể định trụ được nhân vương, vì sao anh lại không phản ứng? Đúng lúc này, Ngô Bình cũng giơ tay lên, chỉ vào Lăng Vân Đại Thần, nói, định. Ngay lập tức, cơ thể của Lăng Vân Đại Thần cứng đờ, trong nháy mắt không thể động đậy được. Thế nhưng, chỉ trong chưa đến một giây, hắn ta đã khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng chỉ có không quá một giây. Nhưng Lăng Vân Đại Thần lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, sao lại thế này? Ngô Bình hơi hơi mỉm cười, nói, xem đi, ta có thể làm được, ngươi không làm được. Thật ra, anh có thể có được năng lực nói là làm, là nhờ đến vô thượng đại đạo bên trong cơ thể. Vô thượng đại đạo bao trùm bên trên vạn vật, có sức mạnh hiệu lệnh vạn pháp, cho nên Ngô Bình vừa thuận miệng nói, là có thể khiến cho vị đại thần này chịu ảnh hưởng. Đôi mắt của Lăng Vân Đại Thần nheo lại. Hắn ta chắp tay trước ngực, trong miệng đột nhiên phát ra một trường xuyến chú ngôn. Ngay lập tức, dưới chân của Ngô Bình xuất hiện một hoa văn, thần quang màu đỏ phát ra. Sau đó, mặt đất đột nhiên bốc cháy. Trần Hoài Long nói, Huyền Bình cẩn thận, đây là thần hỏa già la. Ngô Bình cúi đầu nhìn thoáng qua ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, hoàn toàn không cảm thụ được thống khổ,
ngược lại lại vô cùng thoải mái. Phải biết là, anh đã trải qua pháp thân cửu chuyển, trải qua đại thần kiếp khủng bố, còn có tu vi cửu biến, những chuyện đã trải qua khiến cho ngọn thần hỏa này căn bản không đụng đến hắn được. Thấy thần hỏa đốt không ra khói, anh lấy ra một củ khoai lang nướng lên. Thần hỏa quả nhiên là bất phàm, chỉ trong chốc lát sau, khoai lang đã chín, tỏa ra mùi khoai nướng thơm ngọt. Anh lập tức ném củ khoai lang cho Thánh Hoàng Tử Thanh, cười nói, chị, ăn thử xem, khoai lang nướng từ thần hỏa không có mấy cái đâu. Thánh Hoàng Tử Thanh biết Ngô Bình cố ý chọc giận đối phương, nàng cười trầm ngâm mà nhận lấy khoai lang, sau khi bẻ ra thật sự cắn một miếng, hương vị cũng không tồi. Lăng Vân Đại Thần giận tím mặt, lạnh lùng nói, một nhân vương nho nhỏ, thế mà lại nhục mạ ta, thần phạt. Trong tay hắn ta xuất hiện một loại binh khí có hình thù kỳ lạ, giống kiếm nhưng không phải kiếm, mũi nhọn có hai cái gai nhọn, chỉ về phía Ngô Bình, ngay lập tức, trong thiên địa vang lên vô số âm thanh nỉ non, đây là một loại nguyền rủa, đó là một loại trừng phạt, cả người Ngô Bình lập tức cảm thấy không được tự nhiên, tựa như ở trên trời lẫn dưới đất, đang có hàng vạn, trăm triệu sinh linh đều đang nguyền rủa anh chết không được tử tế. Nhưng vào lúc đó, bia công đức trong cơ thể của anh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sức mạnh công đức dồi dào xuất hiện ở bên ngoài cơ thể của anh. Sức mạnh công đức và sức mạnh thần phạt lập tức phát ra âm thanh xèo xèo tiêu diệt lẫn nhau. Ngô Bình tò mò mà nhìn cảnh này, nói, ta nói này, không có thủ đoạn nào khác à? Nếu như không có, thì để ta ra tay. Sắc mặt của Lăng Vân Đại Thần trở nên khó coi, uy lực của thần phạt vô cùng mạnh mẽ. Hắn ta không nghĩ đến trên người của người này có được một lượng công đức nhân loại khổng lồ như thế, khiến cho thần phạt cường đại không có tác dụng với anh. Trong tay của Ngô Bình xuất hiện thiên cực kiếm, anh chém vào trong không trung, ở phía sau lập tức xuất hiện 13 bóng kiếm. Tu luyện 3 năm, anh đã đem một kiếm này và thiên ngoại nhất kiếm, thiên thượng tam kiếm, thiên hạ cửu kiếm cùng với kiếm đạo vương tọa trong vô thượng kiếm đạo dung hợp lại, từ đó sinh ra uy lực không thể tưởng tượng được. Tam thế luân hồi trảm. Anh nhẹ nhàng nói ra tên của chiêu này, một đường kiếm quang ba màu chém về phía Lăng Vân Đại Thần. Kiếm quang này, không bị thời gian và không gian hạn chế, biểu cảm trên mặt Lăng Vân Đại Thần thậm chí còn không kịp biến hóa, kiếm quang đã trả lên người hắn ta. Tam thế luân hồi chảm, một kiếm chảm tam thế, một kiếm nhập luân hồi. Trên mặt của Lăng Vân Đại Thần vừa mới xuất hiện biểu cảm sợ hãi, Thánh Hoàng Tử Thanh bỗng nhiên gõ nhẹ một cái. Kiếm quang mà Ngô Bình chém ra lập tức ngừng ở trên trán của Lăng Vân Đại Thần, cách chỉ 1 cm. Ngô Bình liếc nhìn Tử Thanh một cái, vốn anh tính toán muốn một kiếm chém Lăng Vân Đại Thần, nhưng nếu Tử Thanh đã ngăn cản, anh lập tức thu lại kiếm quang, cười nói, Đại Thần, không sao chứ. Một kiếm này của ta không biết nương tay, xin lỗi. Sắc mặt của Lăng Vân Đại Thần muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, hắn ta nhìn Ngô Bình thật sâu, sau đó ôm quyền nói, đa tạ. Sau đó lại yên lặng ngồi trở về. Hơn 1.000 vị thiên kiêu đang ngồi đều mở to hai mắt nhìn, thực lực của Ngô Bình mạnh mẽ, khiến cho nhận thức về nhân vương của bọn họ rối loạn, nhân vương có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Ngô Bình ôm quyền với mọi người, lập tức xoay người trở về, ngồi vào chỗ ngồi ban đầu của mình. Thánh Hoàng Tử Thanh vô cùng cao hứng, nói, tấu nhạc. Mọi người thoải mái chè chén, chỉ có một hàng người của thần tộc là không hề có hứng thú. Trận chiến vừa rồi, đã khiến cho thần tộc mất mặt. Ngô Bình đi xuống, kính rượu cho ba vị chúa tể và Dược Lão. Dược Lão kéo Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh, cười nói, Tiểu Bình, làm tốt lắm. Ta đã không vừa mắt tên nhãi con này từ lâu rồi. Trần Hoài Long ngồi ở bên cạnh, ông cười ha hả, nói, Tiểu Bình, con đường chúa tể sắp mở ra rồi, đến lúc đó cậu cũng đi một chuyến đi. Ngô Bình, viện trưởng. Khi nào thì con đường chúa tể bắt đầu? Trần Hoài Long, còn 4 ngày nữa, lần này thiên kiêu các tộc đều sẽ đi sấm quan, tộc của chúng ta cũng có trên vạn thiên kiêu đến tham dự. Ngô Bình đã nghe đến con đường chúa tể từ lâu, anh hỏi, viện trưởng, nghe nói con đường chúa tể có 12 ải, 12 ải này do ai thành lập? Mục đích để làm gì? Trần Hoài Long cười nói, 12 ải này là do thiên đến tạo nên từ thuở sơ khai của Thánh Cổ Đại Lục. Mục đích để bồi dưỡng thiên kiêu của tộc. Khi đó, vạn tộc có chung một kẻ thù, gọi là Hoang. Hoang nuốt lấy vạn tộc làm thức ăn, vô cùng tàn bạo. Sau này, thiên đến thống lĩnh vạn tộc phong ấn Hoang. Sau này, khi thiên đến ngã xuống, thần tộc xuất lực nhiều nhất nhân cơ hội quật khởi. Thiên đế, Ngô Bình ngơ ngác, ở thời không chiều thấp của hắn,
cũng có thiên đế. Nói như vậy, thiên đế ở nơi đó có phải là thiên đế ở đây phóng ra không? Chắc hẳn thiên đế rất mạnh nhỉ, nhưng sao, ông ta lại chết, Ngô Bình hỏi. Trần Hoài Long, thật ra không thể nói là ông ta chết được. Bởi vì lúc đó, tu vi của thiên đế đã vượt qua thánh hoàng rồi, cho nên khi ông ta đánh sao vào cảnh giới cao hơn sẽ trở thành một phần trong vũ trụ đại đạo. Ngô Bình bất ngờ đến ngây ra hỏi, trở thành một phần của vũ trụ. Thế đế ngày đó vẫn còn sống à? Trần Hoài Long cũng không thể trả lời được, chỉ đành nói, có thể còn sống, cũng có thể đã không còn nữa rồi. Nếu ý chí của thiên đế vẫn tồn tại trong đất trời này, thì vì sao ông ta chưa bao giờ xuất hiện? Nếu nói thiên đế không tồn tại, vậy vì sao thiên đế pháp chỉ của ông ta để lại vẫn có tác dụng như cũ chứ? Thiên đế pháp chỉ, Ngô Bình hỏi lại, viện trưởng từng thấy thiên đế pháp chỉ rồi à? Trần Hoài Long gật đầu, thiên đế pháp chỉ là thứ ngay cả thánh hoàng, hay cổ thần cũng phải vâng theo. Ngô Bình im lặng vài giây, lại nói, có nghĩa là, chỉ cần người nào hoàn thành 12 ải ải đã có thể trở thành chúa tể rồi. Trần Hoài Long bật cười, nói đúng hơn là 9 ải trước. Người nào chỉ cần qua được 9 ải trước đã có thể trở thành chúa tể của tộc ta. Ngô Bình thấy lạ, hỏi lại, thế 3 ải sau nữa thì sao? Trần Hoài Long, từ trước đến giờ vẫn chưa có người nào vượt qua được ải thứ 10 cả, cho nên từ đó trở đi cũng không ai thử qua ải thứ 10 luôn. Ngô Bình lập tức nảy sinh hứng thú hỏi, nếu qua được ải thứ 10, sẽ xuất hiện cái gì thế? Trần Hoài Long im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta nghe đồn ở 3 ải cuối cùng có truyền thừa của thiên đế, nhưng có thật hay không thì ta không biết rõ lắm. Tiểu Bình này, con đừng có nghĩ nhiều về chuyện ải thứ 10 làm gì, con chỉ cần qua được ải thứ 9 đã trở thành một vị chúa tể rồi. Thế phải mất bao lâu để hoàn thành 9 ải, Ngô Bình hỏi lại. Trần Hoài Long, tùy người, có người cần mấy tháng, cũng có người chỉ hơn 10 ngày là xong. Chắc năm đó, viện trưởng cũng đi qua con đường chúa tể này rồi nhỉ? Trần Hoài Long bật cười, đúng vậy, năm đó lúc ra ra ải thứ 9 đã bị thương rất nghiêm trọng, gần như sắp chết rồi. Mà hồi đó, ta mất 3 năm để hoàn thành con đường chúa tể này, nên chính thức trở thành thánh vương luôn. Ngô Bình lại nhìn Lý Thần Đồ hỏi, Đồ huynh cũng vậy phải không? Lý Thần Đồ bật cười ha hả nói, ta cũng đã qua 9 ải trước từ lâu rồi, nhưng xém tí nữa đã chết ngay ở ải thứ 9. Lúc đó, có 12 người thiên tài của nhân tộc cùng ta vào bên trong. Nhưng cuối cùng có 7 người bị thương nặng, 4 người chết, chỉ có mình ta là vượt qua được. Khi Trần Hoài Long và Lý Thần Đồ nhắc đến lúc bản thân vượt qua đường chúa tể lúc đó, chỉ có thể dùng giọng cảm thán. Lúc này, Ngô Bình đưa ra một thắc mắc, vậy muốn trở thành chúa tể phải đi vào con đường chúa tể một lần sao? Lý Thần Đồ, chuyện đó vẫn chưa chắc chắn, nhưng đường chúa tể lại chính là nơi rèn luyện cực tốt cho các thiên tài. Vậy nên, không ai từ chối bước vào con đường chúa tể này cả. Đương nhiên, trên con đường chúa tể này cũng đầy đủ loại nguy hiểm. Trần Hoài Long gật đầu, đồng tình, đúng thế. Trên đó, rất dễ gặp các cuộc xung đột khi các thiên tài các tộc cạnh tranh với nhau. Bởi thế, có 60% thiên tài chết hoặc bị thương trên con đường thống trị là do xung đột với các bộ tộc khác gây ra. Ngô Bình lại hỏi một ít về tình hình hiện tại của con đường chúa tể, trong vô thức anh đã uống rất nhiều rượu. Bây giờ, bên trong nhân tộc cũng có rất nhiều thiên tài bưng ly rượu đi đến kính rượu với Ngô Bình. Vài vị chúa tể và thành hoàng biết bản thân không có tư cách kính rượu, nhưng Ngô Bình lại có thể. Mà Ngô Bình không từ chối ai đến cả, cứ thế một ly rồi thêm một ly. Rượu ở thánh cổ đại lục rất khác biệt vừa từng vùng, nên nó thật sự có thể làm lòng người say mê. Không biết uống bao nhiêu rồi, đầu óc của Ngô Bình hơi choáng váng nhưng vẫn lại uống hết ly này đến ly khác. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh không biết bản thân làm sao rời khỏi đại điện, chỉ biết có một giọng nói rất dịu dàng vang lên, cậu không thể uống nữa, người đầu đỡ cậu ấy đi nghỉ ngơi thôi. Ngay sau đó, anh được người ta đỡ đến ngồi trên một chiếc giường lớn trong khi ý thức còn mơ hồ. Chiếc giường này rất mềm mại như nằm trong đám mây, sau đó anh lại cảm giác ai đang cởi áo của mình. Tiếp đến, người đó lại nhẹ nhàng thổi một làn gió vào tai, rồi áp cả cơ thể mềm mại vào lồng ngực mình. Ngô Bình nhắm mắt lại, bản năng của nam nhân thúc giúp anh ôm lấy người trong lòng. Sau đó, chuyện gì xảy ra, anh chẳng nhớ rõ lắm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đã ngủ trên giường và không mặc quần áo. Anh xoa đầu lẩm bẩm, không ngờ mình uống nhiều rượu như vậy.
Lúc này, vài cung nữ xinh đẹp và trẻ tuổi đi đến, cung kính nói, mời công tử tắm gội và thay quần áo. Ngô Bình hỏi, nơi này là đâu? Cung nữ, đây là tẩm cung của Thánh Hoàng. Ngô Bình âm thầm giật mình, sao mình lại ngủ tại nơi ở của chị Tử Thanh chứ? Cung nữ hầu hạ anh rời giường, sau khi Ngô Bình xốc chăn lên đã thấy một vùng màu đỏ. Đáy lòng anh nhảy lột bột một tiếng, vội vàng đắp chăn lại hỏi, Thánh Hoàng đâu? Cung nữ nói, Thánh Hoàng đã ra ngoài từ sớm rồi. Ngô Bình hỏi, tối hôm qua, Thánh Hoàng cũng nghỉ ở đây à? Đúng vậy, thưa công tử, cung nữ nói. Sau đó, anh tắm một lúc rồi thay lại một bộ áo gấm màu xanh ngọc. Quần áo vô cùng vừa người giống như đã chuẩn bị trước cho anh từ trước. Ngô Bình đến một đại sảnh nhỏ, cung nữ đã chuẩn bị bữa sáng tinh tế từ lâu. Anh ăn vài món chẳng có chút hương vị gì cả, vì trong đầu óc của anh đều nghĩ đến chuyện tối qua mình đã làm. Chẳng lẽ tối hôm qua, bản thân mình đã ngủ với chị Tử Thanh? Sau khi ăn xong bữa sáng, anh có chút không muốn đi gặp Tử Thanh Thánh Hoàng, vì thế chuồn ra hoàng cung đến nơi ở của Đào Như Tuyết. Hiện tại, Đào Như Tuyết phụ trách chuyện làm ăn đa bảo các của Kim Ngô Thành nên bận tối mắt tối mũi, vì thế cô ấy còn dẫn theo rất nhiều cấp dưới từ thế tục đến đây. Đào Như Tuyết thấy tình trạng của Ngô Bình như người mất hồn, cô ấy chỉ cười hỏi, anh Bình bị làm sao thế? Ngô Bình, không có gì, anh muốn đến đây xem chút thôi. Chuyện làm ăn gần đây thế nào? Đào Như Tuyết, chuyện làm ăn vô cùng tốt, nhưng thường xuyên bị gián đoạn nguồn hàng. Ngô Bình lập tức đưa bùa chú và pháp khí mình đã lấy từ thiên gia cho Đào Như Tuyết hết, cười nói, mấy thứ này em đặt bán ở Kim Ngô Thành. Đợi sau khi xây xong Tử Kinh, em đi quản lý đa bảo các bên kia. Đào Như Tuyết, lại là vài đan dược bổ à? Ngô Bình cũng lười luyện chế, mà dùng công đức đổi một đống đan dược giao cho cô ấy. Mấy ngày nay, anh đều ở nhà với vợ, thỉnh thoảng sẽ đến thư viện, hướng dẫn cho mấy người Lý Giật một chút. Vô thức đã đến thời gian đường Chúa Tể mở ra, Dược Lão và Trần Hoài Long tự dẫn anh đến con đường giao nhau với đường Chúa Tể. Nơi giao lộ này có một sơn cốc rất lớn, bên trong tụ tập đầy thiên tài của nhân tộc. Đếm ra, ít nhất cũng có hơn một vạn người, đông như kiến. Ngô Bình hỏi, sao lại không gặp các thiên tài tộc khác vậy? Dược Lão, thời gian các tộc vào đường Chúa Tể khác nhau, nên nơi đây chỉ có nhân tộc. Trần Hoài Long, Tiểu Bình đi đi, ta mong lúc trở về, tộc của chúng ta lại có thêm một vị Chúa Tể. Ngô Bình gật đầu, ôm quyền cúi chào hai người rồi nhảy xuống sơn cốc. Miệng vào đường Chúa Tể vẫn chưa mở ra, hơn một vạn người tụm lại thành nhóm ba nhóm năm để nói chuyện. Do lúc trước, Ngô Bình ngồi ở cạnh Thánh Hoàng, xưng hô huynh đệ với nhóm Chúa Tể nên tiếng tăm của anh cũng rất vang dội. Nhờ đó mà có rất nhiều người tham gia thiên kiêu yến xung quanh nhận ra anh. Lý công tử, có một người ôm quyền chào anh, Lý công tử là thiên tài ngàn năm có một, chắc chắn có thể vượt qua ải thứ 9. Ngô Bình gật đầu hỏi, các vị cho hỏi, chừng nào đường Chúa Tể mới mở vậy? Một người trả lời, thưa Lý công tử, có thể còn một canh giờ nữa sẽ mở. Bước tiếp theo, mọi người có thể lựa chọn bạn đồng hành của mình rồi lập tổ đội vào đó. Ngô Bình, hả? Còn cần lập đội à? Người kia giải thích, trong đường Chúa Tể, sẽ có dị tộc hợp tác với nhau bao vây và tiêu diệt nhân tộc. Nếu chúng ta không lập đội, thì sẽ dễ dàng bị đám dị tộc đó bao vây và săn bắt. Ngô Bình nhíu mày, lá gan của đám dị tộc này cũng lớn thật. Sau đó, Ngô Bình cũng gia nhập một đội quân này có 20 mấy người. Trong đó chỉ có 7 người là vương, ngoài ra 2 vị thánh nhân, còn lại là tu sĩ hiền giả cảnh trở lên. Cuối cùng một tiếng vang lên trong sơn cốc, một cánh ải ánh sáng thật khổng lồ xuất hiện. Đám người lập tức chuyển động, một đội thiên tài của nhân tộc đi vào ải ánh sáng, bước vào ải thứ nhất của đường Chúa Tể. Đoàn người của Ngô Bình đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng, đập vào mắt là một thảo nguyên rộng lớn, nơi xa hơn là một khu rừng rậm dày đặc. Có người trong nhóm lên tiếng, cửa đầu tiên sẽ có nhóm thú tấn công đánh chúng ta. Mọi người đừng để lạc và nhớ chăm sóc cho nhau. Bởi một mình rất khó vượt qua đám thú này. Đúng lúc này, những đốm sáng màu vàng từ không trung rơi xuống, tất cả to bằng nắm tay, mỗi một tia sáng tiến vào trong cơ thể của một người. Ngay lúc tia ánh sáng tiến vào cơ thể, thế giới trong mắt Ngô Bình lập tức xảy ra thay đổi, anh có thể thấy một cô gái áo bào màu trắng xuất hiện trước mắt. Nhưng người khác lại không nhìn thấy cô gái như anh. Ngươi là ai? Ngô Bình hỏi.
Ta là người hướng dẫn trên đường chúa tể của ngươi, ngươi cứ gọi ta là A Bạch. A Bạch, ta cần làm cái gì ở ải thứ nhất này? A Bạch, sống sót vượt qua khu vực này. Ngươi sẽ chịu sự tấn công của hung thú, người đánh chết được hung thú có cấp khác nhau sẽ nhận được điểm khen thưởng khác nhau. Ngô Bình hỏi, điểm khen thưởng làm được cái gì? A Bạch, 100 người có điểm cao nhất trong lần này, sẽ nhận được khen thưởng. 100 người có số điểm cao nhất trong lịch sử sẽ nhận được khen thưởng rất lớn. Lúc Ngô Bình đang nói chuyện với A Bạch, đột nhiên có mấy vạn con hung thú từ nơi xa nhào đến. Đám hung thú này nửa thân dưới là họ mèo, nửa người trên là hình con người. Đồng tử của bọn chúng có chữ thập, trông rất quái dị. Bọn chúng có 4 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm vũ khí, có đao, thương, chùy, tiên đủ loại. Hình như sau lưng đám quái vật này còn có rất nhiều dị tộc đang xua đuổi bọn chúng. Tất cả thiên tài của nhân tộc thấy thế, vẻ tức giận lập tức lộ ra trên khuôn mặt. Đám dị tộc đáng chết kia, dám hợp tác xua đuổi hung thú tập kích chúng ta. Có người tức giận chửi. Nhân tộc ở đầu này không kịp tổ chức một trận phòng ngự quy mô khổng lồ như thế, Ngô Bình vội vàng vọt lên đằng trước, cao giọng nói, tất cả các tu sĩ thánh nhân cảnh, đi theo ta mau. Có chừng 800 tu sĩ thánh nhân cảnh ở trong 1 vạn người của nhân tộc, họ thấy Ngô Bình ra lệnh cũng hơi do dự, nhưng lập tức bước ra. Tiếng tăm của Ngô Bình quá vang dội, anh chính là người thánh hoàng tin tưởng nhất, còn có thể nhẹ nhàng đánh bại Lăng Vân Đại Thần. Họ lập tức biết, khi nghe lệnh của loại người như thế này tuyệt đối không xấu hổ. Các vị hãy canh chừng bên ngoài, những người còn lại hãy vào chính giữa. Theo đó, 800 thánh nhân tạo thành một vòng tròn, Ngô Bình đứng ngoài cùng. Đợi khi đám hung thú nửa người nửa hổ kia đến trước mặt, anh lập tức sử dụng thiên ảnh kiếm pháp, vừa vung tay lên đã có bóng kiếm xuất hiện đầy trời nện xuống như sao băng. Mỗi một bóng kiếm đều dễ dàng chém đứt hung thú nửa người bán hổ kia. Phạch phạch phạch. Chỉ thoáng chốc, có mấy ngàn hung thú bán hổ đã bị giết sạch, đám còn lại cũng bị nhóm thiên tài nhân tộc đánh gom lại một chỗ. Ngô Bình vung bạch hổ tiên kiếm, hóa thành một kiếm quang có đường kính hơn 10 mét, lăn qua lại giữa đám hung thú bán hổ. Nơi nào đường kiếm bay qua, hung thú nơi đó ngã rạp như cỏ, đầu bị đứt lìa, chân cũng đứt, nát thành từng khúc nhỏ. 800 thánh nhân cùng dốc hết sức bảo vệ người sau lưng, không cho đàn hung thú có cơ hội làm tổn thương đến thiên tài của nhân tộc. Do Ngô Bình đánh quá hung, chưa đầy vài phút đám hung thú đã chết và bị thương lên đến hơn 1 vạn, đám còn lại thấy tình hình không ổn lập tức bỏ chạy về hướng ngược lại. Ngô Bình giết để đỏ cả mắt, anh quát lớn, mọi người đuổi giết chúng với ta. Vì thế hơn 1 vạn thiên tài nhân tộc được sự dẫn dắt của Ngô Bình, lập tức đuổi theo đường hung thú bỏ chạy mà giết. Hung thú chưa từng gặp nhân loại nào hung tàn như thế, hiện tại có thể nói họ còn hung dữ hơn cả hung thú, nên chúng chỉ còn biết cách liều mạng bỏ chạy. Mà đối diện đám hung thú lại chính là mấy vạn dị tộc đã xua đuổi chúng, đám dị tộc này được tạo thành từ cộng đồng bát tộc. Trên mặt của bọn chúng còn nở nụ cười đắc thắng, nhưng rất nhanh nụ cười đó đã đọng lại, sau đó là gương mặt trắng bệch đi. Ngay lúc hung thú liều chết nhào lại hướng bọn chúng, gương mặt bọn chúng lập tức ngổn ngang cảm xúc ngạc nhiên và tức giận lẫn lộn. Nhưng giờ chúng có trốn cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể chém giết với đám hung thú kia. Đám dị tộc dễ bị hung thú bắt nạt hơn với Ngô Bình chỉ dùng một chiêu mạnh giết chết vài ngàn đồng bào của bọn chúng. Vì thế, hai bên lập tức nổ ra ác chiến. Ngô Bình thấy phía đối diện đã nổi lên khói lửa, anh mệnh lệnh mọi người dừng truy đánh, mà đứng xem sự náo nhiệt ở đằng xa. Đám dị tộc vô sỉ này, giờ đáng bị hung thú giết lại. Ngô Bình hỏi, mỗi lần dị tộc đều làm thế à? Có người đáp, đúng vậy thưa công tử. Dường như lần này con đường chúa tể mở ra, dị tộc đều săn giết nhân tộc của chúng ta. Ngô Bình cười lạnh, bọn chúng có thể săn giết nhân tộc, thì nhân tộc cũng có thể săn giết bọn chúng. Các ngươi chuẩn bị thật tốt vào, đợi khi hai bên lưỡng bại câu thương rồi, chúng ta lập tức ra tay. Thực lực của mấy vạn dị tộc cũng ngang ngửa với hung thú bán hổ, hai bên đánh nhau sống chết một lúc, kẻ cầm đầu dị tộc hết lớn, các ngươi đừng để đám nhân tộc đạt được lợi thế, mọi người đi giết bọn chúng với ta. Hắn ta vừa nói lớn, đã có hơn 1.000 dị tộc xông đến chỗ Ngô Bình. Đợi bọn chúng đến gần, Ngô Bình bay lên giữa không trung, dùng thấp kiếm trọng sơn phối hợp với định quang phân thần chảm chém xuống. Thoáng chốc, anh lại giơ bạch hổ tiên kiếm lên.
lập tức có 800 bóng người từ trong cơ thể anh bay ra, mỗi bóng người đều giống hệt với anh như đúc. Tất cả đều là phân thần của anh. 800 phân thần này cầm bảo kiếm nhào đến chém giết, đám dị tộc thấy thế đều sợ đến đần ra, không kịp phản ứng nên đã lần lượt trúng chiêu. Tên cầm đầu dị tộc trúng một định quang phân thần chảm, ngực bị cắt rách để lộ ra trái tim. Đám dị tộc đều bị phân thần chảm giết chết sạch, người cầm đầu dị tộc thấy thế ngạc nhiên đến sợ hãi, vội vàng gào thét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng Ngô Bình đã sử dụng thức thứ hai của đao pháp, kiếm quang chợt lóe lên, dị tộc chạy hơn 100 dặm đã rơi vào ảo cảnh. Hắn ta phát hiện hắn ta trở về lúc còn nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng, lập tức yên lặng không còn sợ hãi nữa. Nhưng lúc này, một đường kiếm quang chém xuống, làm đầu và thân của hắn ta đã tách làm hai nửa. Nhưng vị cao thủ của dị tộc này đến chết cũng chưa bị đau đớn này giống như chết trong lòng của mẫu thân. Đạo pháp này chính là thiên huyễn cách không chảm của Ngô Bình, nó có thể giết địch trong không trung. Kẻ bị trúng chiêu sẽ bị chết trong ảo cảnh, chết khi không có chút phòng bị nào. Sau khi giết hơn 1000 dị tộc này, số dị tộc còn lại bị suy giảm chiến lực khổng lồ, nên bị hung thú giết chết. Chúng hoàn toàn bại trận, nên liên tục lui ra sau. Ngô Bình bảo người khác đến lấy các chữ vật pháp khí của đám dị tộc đã chết đi. Anh thấy gai mắt luôn đồ vật trong đó, nên đưa cho 800 vị thánh nhân tự chia cho nhau. Qua một nửa giờ, mấy ngàn dị tộc đã trốn nơi xa mà hung thú vẫn đã chết hơn 10000, còn lại chỉ còn hơn 10000. Ngô Bình lại bay lên không trung lần nữa, sử dụng thiên ảnh kiếm pháp, kiếm quang xuất hiện ngập trời chém giết đám hung thú. Thoát cái, đã có mấy ngàn con hung thú bị giết chết. Sau nửa giờ, hơn 10000 con hung thú này đã bị Ngô Bình giết sạch. Lúc này, anh lại hỏi A Bạch trước mặt, ta có bao nhiêu điểm khen thưởng? A Bạch, chém một hung thú bán hổ bình thường sẽ đạt được 3 điểm khen thưởng. Ngươi chém giết tổng cộng 23000 con hung thú. Đạt được 97000 điểm khen thưởng. Ngô Bình biết trong đám hung thú bán hổ có vài con đạt cấp khá cao, nên điểm khen thưởng cũng khá nhiều. Bước tiếp theo, Ngô Bình lệnh mọi người tản ra và tiếp đi đến. Nơi này quá lớn, cứ tiếp tục đi đến đã tiến vào rừng rậm. Tiểu đội của Ngô Bình cũng nhanh chóng tách khỏi nhóm người, dù sao nơi đây là đường chúa tể, mọi người cũng muốn chém giết hung thú. Vậy nên... họ không thể tụ tập hết lại một chỗ bên nhau được. Sau khi nhóm họ bước vào rừng, Ngô Bình lập tức đã ngửi được một ít mùi thuốc khác lạ. Anh nói với mọi người, các ngươi đi tiếp đi, ta đuổi theo sau. Mọi người thấy thế cũng gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Còn anh lại theo mùi hương của dược đi đến bên một chiếc hố sâu. Trong hố sâu này đầy bụi gai rậm rạp, rất khó đi vào, anh vung kiếm quét ngang, từ từ đi đến được đáy hố. Vị trí đáy hổ này có một gốc cây nhỏ cao tầm 1 mét, trên còn có 3 quả dưa màu vàng nhỏ xíu hơn bằng nắm tay một chút, hương thơm từ chúng tràn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 221.